Chào mừng các bạn đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Và nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào! Cristiano Ronaldo đang thực sự không hạnh phúc tại Manchester United. Điều này rõ như ban ngày, ai cũng biết. Và còn một thứ sáng rõ hơn nữa, đó chính là trận thua thảm họa của Quỷ Đỏ trước Brentford vào cuối tuần trước. Một thất bại không thể nào nuốt trôi với cá nhân Ronaldo và toàn bộ câu lạc bộ. Vậy trong quá khứ, CR7 đã phải chịu bao lần bị vùi dập như vậy? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm qua top 6 thất bại đau đớn nhất trong suốt sự nghiệp của Cristiano Ronaldo nhé. Bắt đầu thôi nào! Thất bại đau đớn của anh 7 à, thì vừa mới đây chứ còn phải tìm đâu xa. Ngay phút thứ 10, Brentford có pha phản công, rồi Da Silva tung cú sút ngoài vòng cấm, bóng đi căng nhưng mà không hiểm. Tuy nhiên, David De Gea lại mắc sai lầm cực kỳ ngớ ngẩn, dẫn đến việc phải vào lưới nhặt bóng sau đó. Nhận bàn thua một cách chóng vánh, De Gea lại phải vào lưới nhặt bóng lần 2 ở phút 18. Lần này vẫn là sai lầm của thủ thành Tây Ban Nha. Pha chuyền bóng liên của Thánh Tôn đã bị Matthias Jensen bắt bài và cướp được bóng. Cầu thủ này tung ra cú sút khá nhẹ nhàng để nhận đôi cách biệt cho Brentford. Và khi cổ động viên MU ở sân G-Tech Community vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đội bóng của họ lại nhận thêm bàn thua thứ 3. Phút 30, từ tình huống phạt góc lộn xộn ở vòng cấm, Ben Mee đã đánh đầu ở cự ly gần nâng tỷ số trận đấu lên thành 3-0. Nhận 3 bàn thua trong vòng 30 phút, người hâm mộ Quỷ Đỏ không dám tin vào mắt mình. Tuy nhiên, ác mộng vẫn chưa dừng lại tại đó. Phút 35, Brentford có bàn thắng thứ 4 từ pha phản công cơ bản. Mbeumo có pha tăng tốc loại bỏ Luxor và dễ dàng đánh bại De Gea, nâng tỷ số lên 4-0. Và đó cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Một thất bại không thể tin nổi của MU, bị Brentford đấm cho 4 phát đo sàn ngay trong 35 phút đầu trận. Xin Man United ấy, các bạn đừng làm chúng tôi buồn thêm nữa. Cơ mà là buồn cười nha. Khi hiệp 1 vừa đi qua được 1/3 thời gian, trong lúc vẫn đang cố gắng triển khai thế trận trước một Brighton đã áp sát nhanh, MU đã phải nhận bàn thua. Đội khách phòng ngự bóng bổng không tốt, thiếu sự hỗ trợ từ tuyến trên để cho Caicedo thoải mái suốt xa đấm bại David De Gea. Cucurella nhận đôi cách biệt trận đấu khi hiệp 2 vừa bắt đầu được hơn 3 phút. Lần này là cú dứt điểm tung nóc lưới của cầu thủ mang áo số 3 khiến Cristiano Ronaldo chỉ biết cau mày nhăn nhó. Sau đó đến lượt Pascal Gross làm tung lưới De Gea. Đáng chú ý, cả hai bàn thắng vừa xong đều đến từ các đường kiến tạo của Lindro Trossard, người xé tan tuyến giữa MU và khiến hậu vệ phải Diogo Dalot bất lực. Đến phút 60, Trossard đã khép lại một trận đấu vô cùng xuất sắc của mình khi chính anh là người ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 giòn giã dành cho Brighton. Một trận đấu vô cùng bạc nhược của hàng công lẫn hàng thủ Manchester United và ta lại thấy Cristiano Ronaldo thẫn thờ rồi. Phút thứ 5, Mohamed Salah nhanh chóng có bóng rồi kiến tạo cho Keita dễ dàng ghi bàn vào lưới De Gea trong thế đối mặt, mở tỷ số 1-0 cho Liverpool. 9 phút sau, hàng thủ MU lại mắc lỗi không thể tha thứ khi Maguire và Luke Shaw chơi như những gã nghiệp dư và vào nhau tạo điều kiện cho Alexander-Arnold thoát xuống căng ngang cho Jota đệm bóng ở cự ly gần, nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool. Đến phút 38, Liverpool tạo ra tình huống tấn công trực diện khiến hàng phòng ngự MU rối loạn. Cùng với chút may mắn, Keita có bóng trong tình huống trống trải rồi căng ngang cho Salah nhẹ nhàng đệm bóng cận thành, tung mạnh lưới De Gea và tỷ số lúc này đã là 3-0 cho The Cop. Đến phút bù giờ 45+4, lại là Salah có tình huống dứt điểm thoải mái đưa bóng sệt vào góc trong sự bay người bất lực của De Gea, giúp Liverpool khép lại hiệp 1 với tỷ số không tưởng 4-0. Và tấm thảm kịch với Man United ngay tại Old Trafford đóng hòm ngay đầu hiệp 2. Paul Pogba vừa vào sân đã mất bóng từ giữa sân và chỉ cần một cú tỉa bóng, Salah đã thoát xuống đối mặt De Gea rồi nhẹ nhàng chích mũi giày đưa bóng vào lưới, ghi bàn nâng tỷ số lên 5-0.
đồng thời lập hat-trick cho riêng mình. Trong một thế trận tấn công mạnh mẽ, Barcelona có khởi đầu thuận lợi bằng bàn mở tỷ số ngay phút thứ 10 do công của tiền vệ Xavi Hernandez, một pha phá bẫy việt vị đẳng cấp của huyền thoại Tây Ban Nha. Đến phút 18, tỷ số đã là 2-0 nghiêng về Barca khi Pedro Rodriguez tận dụng rất tốt đường truyền của David Villa và đệm bóng vào khung thành gần như đã bỏ trống. Đã đang thua đâu thì chớ, Cristiano Ronaldo còn bị Pep Guardiola trêu đùa nữa, nghĩ mà tức cái bụng luôn á anh bảy. Phút 55 đến lượt David Villa chạy chỗ khôn ngoan và lạnh lùng dứt điểm mang về bàn thắng thứ 3 cho Barcelona. Chỉ 3 phút sau lại là Villa với kỹ năng phá bẫy việt vị thần sầu đã hoàn tất cú đúp cho riêng mình, đồng thời khiến Iker Casillas phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 4. Cơn ác mộng của Ronaldo và Real Madrid vẫn chưa thể kết thúc khi cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Gerard Suarez dễ dàng xé lưới kềnh kềnh trắng lần thứ 5. Đó mới là cú chốt hạ về mặt tỷ số, trận siêu kinh điển quá một chiều dành cho Barca. Những phút bù giờ của trận đấu, hình ảnh thất bại của Real Madrid càng rõ nét hơn khi mà hậu vệ Sergio Ramos bị truất quyền thi đấu bằng chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu Real. Trận đấu chỉ vừa mới trôi qua được 10 phút, Luis Suarez chạy chỗ cực bén và dứt điểm luôn khiến cho màn lưới Real Madrid rung chuyển. Tỷ số được mở cho Barca quá nhanh, quá nguy hiểm. Suarez đã tỏa sáng, giờ đến lượt Neymar lên tiếng. Phút 40, tận dụng đường truyền dọn cổ của Iniesta, Neymar không mấy khó khăn khiến thủ thành Keylor Navas phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. Đến phút 53, Iniesta và Neymar hoán đổi vị trí cho nhau. Lần này ngôi sao Brazil là người kiến tạo, còn Iniesta tung cú sút căng như kẻ chỉ, nâng khoảng cách lên 3 bàn. Trận này Barca không có Messi trong đội hình xuất phát đầu trận, mà Real vẫn bị hành cho ra bã à. Thế thì phải làm thêm nháy nữa rồi. Phút 74, lại là Suarez với khả năng di chuyển ảo diệu đã hoàn tất cú đúp cho mình, cũng như là ấn định chiến thắng 4-0 chắc chắn là giòn tan dành cho Barcelona ngay tại thánh địa Bernabeu của đại kình địch Real Madrid. Liên tiếp ở các phút 14 và 18, các học trò của huấn luyện viên Diego Simeone ghi hai bàn từ các pha đánh biên sắc bén. Bàn đầu đến sau cú nhả bóng của Mandzukic cho Thiago sút chìm. Còn bàn thứ hai là một siêu phẩm xe đạp chống ngược của Saúl, trông đẹp mắt thực sự quý vị. Trận đấu gần như được định đoạt vào phút 67 khi Atletico Madrid có bàn thứ ba. Hàng thủ Real có lỗi lớn trong bàn thua này khi để Arda Turan thoải mái tạt bóng cho Saúl đánh đầu nối, tạo điều kiện cho Griezmann đệm bóng cận thành. Phút 89, Torres Idol vào sân từ băng ghế dự bị đã tạt bóng như đặt cho Mandzukic đánh đầu ấn định chiến thắng 4-0. Một thất bại không thể muối mặt hơn của Real trong trận derby thành Madrid. Và đương nhiên rồi, Cristiano Ronaldo lại buồn của anh thôi, phải tìm cách trả món nợ vậy. Vừa rồi là 6 thất bại đậm đà nhất trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh nha. Xin chào!